Xin chào các bạn, đây là series Chơi Cờ Với Nắng. Hôm nay mình sẽ đưa các bạn đi đào hầm tìm cái hũ năm rồi comeback top 1 thật mãn nhãn. Hãy chỉ làm theo video này nếu bạn tự tin vào khả năng của mình. Chứ đạo trích thì 80 trận thua không ai biết, một game top 1 làm video ngay. Vậy nên là nếu bạn chơi mà sập hầm out top thì đừng buồn nhé, vì không có kỹ năng thì buồn làm gì. Giờ thì quay trở lại với trận đấu thôi. Hai thành viên của đội đào hầm đã xuất hiện ngay vòng đấu 1.4. Vòng đi chợ đầu tiên thì mình có gậy, giờ đánh quái thì mình có thêm găng và một cái đai nữa. Tín hiệu vũ trụ được gửi đến ngay vào chọn lõi đầu tiên. Mình chọn huy hiệu hộ công để lấy thêm Vi kích hoạt 3 đạo trích. Nhưng mà ngay sau đó thì Vi tự ra như một chuẩn. Mua Vi ở cửa hàng cho vào sân, bán bớt tướng để có tiền lấy về kêu và Poppy 2 sao. Sau đó thì mình up 4, thêm Poppy cầm ấn hộ công và lắp grip phép cho Ezreal, thêm cái đai thừa nữa cho Poppy và xếp lại vị trí một chút. Đối thủ đầu tiên đã có kêu 2 cầm diệt và đại bác. Quá dữ, Poppy của mình sợ quá ngất xỉu. Mình có ngay vấp ngã đầu đời. 2.2 Sona xuất hiện, mình không ngần ngại bán Poppy và mua Sona để cô nàng cầm ấn ra sân. Thế là tổng mình có 4 đạo trích, ngon rồi đấy. Thế nhưng mà gặp ngay nhà này full đam không tanh. Mình thắng ạ, cứ tưởng là có chuỗi thua cơ. Nhà này thì đã có một hàng tanh cứng rồi, 4 tướng bu vào mỗi thằng đấm Vi của mình một phát là đủ chết rồi. Mình có một trận thua để thêm vào chuỗi Caro này. Đi chợ mình nhanh chóng nhặt Vi, hy vọng là Vi sớm lên 2 chứ Vi 1 là mình bất an quá. Sau đó thì Vi cũng lên 2 thật đấy, nhưng mà gặp ngay nhà Pantheon 2 sao 3 đồ thủ này thì team của mình thực sự là không có tuổi, nguyên xà luôn. Game hỏi mình có lấy hũ 1, 9 vàng không, nhưng mà mình từ chối. Thẳng thắn và quyết liệt như cách Crash từ chối mình vậy. Tầm này thấy máu cũng trên đà vơi hơi nhanh rồi nên là mình cũng vội vàng up chest, thêm Lee Sin lấy chút đấu sĩ tình nhân. Gặp nhà này yếu hơn một xíu nên là mình có chuỗi Caro trước rau người đá. Sao mà đó được? Để xem là mấy con người đá này có giúp mình chấm dứt chuỗi Caro tụt máu không phanh này không. Mỗi tân quái là một cơ hội tái sinh đấy. Đúng. Người đá trả về cho mình một cái nịt này, một máy nhân bản mini và 9 tiền. Khá ok. Mình lắp luôn giáp máu cho Vi để đép. 3.1 thì Lee Sin 2 tự ra nên là mình thở phào yên tâm tiếp tục đào hầm. Ui, Lobby có quả quái vật này mọi người. 3.2 mà Pantheon 3 với cả Lulu 3. Ai bế ông này ra chỗ khác chơi một mình đi chứ, tên này ai mà đỡ nổi. Cảm thấy quá khó thở với cái lobby này nên là mình chọn nhà máy tái chế cho vào chọn lõi đầu tiên. Sau đó thì lắp hết những cái đồ đang có trên sàn và nhân bản luôn Sona 2, để nếu thua thì cũng thua ít ít thôi. Nhà này thì không khó lắm để mình có thể hạ gục. Đối thủ tiếp theo là một sở thú xanh lá kẹp Raven 2 cầm Sujin. Team của mình búng cái là team bạn bay màu rồi. Đây là mình có win trick 4 trước vòng đi chợ. Đi chợ nhìn con Samira cầm sẻng mà sự thèm khát chảy thành dòng nơi khóe mồm mình luôn ấy. Nhưng mà tất nhiên là ngon như thế có bao giờ là của mình đâu. Đúng vậy. Ông top 8 hút nhanh lắm. Còn có chú Gna mặc váy này cho mình rồi. Hũ 2 game trả một đồng hồ cát và một búa rèn nhưng mà mình tiếp tục từ chối. Mình không đào hầm để lấy những cái thứ rẻ rúm như này. Mình muốn nhiều hơn nữa. 3.5 mình gặp một chú thủy thần chơi Lucian ngoại đạo rút súng nhanh. Nhưng mà khá là mỏng manh nên là team mình dễ dàng có được cái chuỗi 5. Ghé thăm nhà top 1 một tí nhá. Khiếp, nhìn con ngán không phải rồi ôi. Đã rất vàng thêm gangplank rồi trong khi game mới tới có 3.6. Tí phải gọi hỏi xem mà slide có bị mất trộm nút D không mới được. Ghé xem top 1 mà quên check top 2 thì tên này mình gặp ngay nhà top 2 đây. Người ấy chơi đội hình siêu thú siêu lừa, có con bò 1 sao nhưng mà full đồ tanh cực trâu. Mình mất toi nó chuỗi 5 nữa kìa. Dư tiền nên là mình up 7 chiếc ro sói, double dấp máu cho Vi. Đánh sói mình có thêm 2 kiếm và 1 váy, thêm cái huyết kiếm nữa cho Vi. Tận dụng nhà máy tái chế lo gì. 4.1 mình gặp lại nhà sở thú, tuy nhiên là đội hình vẫn nhi đồng quá. Quá nhiều tướng 1 sao nên là cũng không làm khó được mình. Game chọn người top 1 đây rồi, Samira thích thể hiện. Lụm ngay, lấy 5 đạo trích mà cho lobby biết lễ hội đi chứ còn gì nữa. Rồi, mày xong rồi. Chưa mua máy được gì thì đã gặp ngay nhà giáp vàng này, đúng quan gia ngõ hẹp mà. Đấm con nhà người ta nguyên sàn thế này, không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả.
Cuba xuất hiện với 3 món đồ lớn khá ngon và phù hợp với đội hình của mình. Nhưng ai mà biết được, nhớ đâu hũ 4, hũ 5 ngon hơn và phù hợp hơn thì sao? Đúng. Tiếp tục phi vụ. Nice. Hũ 4 là một đồ ánh sáng và 6 trang bị thành phần. Lúc này thì máu của mình còn 47 nên là mình cảm thấy còn cầm cự được để tham cái hũ lớn hơn. Mình tiếp tục bán nẹt Jill xào lại tí đồ cho Samira và sau đó thì up 8. 5.1 mình còn 39 máu nhưng mà gặp nhà này thì mình biết là mình không thể giữ nổi nữa rồi. Mình thua đau phết đấy, còn có 22 máu luôn. Samira 2 và Ezio xuất hiện ở cửa hàng đây rồi. Nice. Mình lấy luôn cái hũ 5 với cả hai sách chọn ấn và 6 trang bị thành phần. Tầm này không lấy hũ 5 thì chắc là mình sẽ còn cái hũ cốt đấy. Samira lên 2, Ezio vào sân. Giờ bán hết đạo trích đi và xoay bài thôi. Lấy Viego về cho ra sân, thêm cuồng đao cho Ezio nữa. Sách chọn ấn thứ nhất có xạ kích nên là mình bốc liền. Nhặt đồ và ghép dần cho các tướng trên sân thôi. Thú tượng cho Eco, kiếm súng cho Ezio, thêm cái hộ công cho Viego nữa. Lúc này thì team của mình đã có Samira 3 đồ đẹp cùng với cả 5 xạ kích, 4 hộ công và rất nhiều đồ. Nên là mình có thể Eco lên 9 được rồi. Gặp lại nhà rát vàng lúc nãy nhưng mà giờ thì mình đủ sức mạnh hạ gục rồi. 30 chưa phải là Tết đâu, đúng không? Năm chấm 3 mình cho thêm 1 xạ kích và lên 9 luôn. Bỏ thêm Nunu và giáp lửa cho Eco. Dùng sách chọn ấn thứ hai thì mình phân vân hồi cũng quyết định là lấy thêm cái ấn xạ kích nữa đi. Kích 5 xạ kích cho team. Quá khỏe, đấm team bạn suýt nữa thì dừng cuộc chơi. Đi chợ thì mình lấy Jin X cầm thông đạo và trở về thay dần các tướng ít tiền mà các tướng 5 vàng. Tầm này khá khỏe để loại dần những kẻ yếu có trong cuộc chơi này rồi. Top 4 đã có, chỉ chưa biết là ai sẽ top 1 thôi. Còn chục vàng mình cũng roll nốt. Samira xuất hiện khá nhiều trong cửa hàng nhưng vì không đủ tiền nên là mình khóa lại, tranh thủ xếp lại đôi hình một chút. Mình hút đồ vi để lấy quỷ thư cho Fiddlestick. Nhà siêu thú này giờ cũng khá mạnh rồi nhưng mà vẫn chưa có cửa với mình. Mid-Fulton xả súng gấp gáp được 3 lần rồi cũng ngã xuống dưới những tia năng lượng của Ezio tối thượng. Mình bắt về được 7 Samira, giờ chỉ việc roll và chờ Samira lên 3 thôi. 6.3 mình gặp lại nhà siêu thú này, cũng không có gì thay đổi cả, tiếp tục thắng và tiến đối thủ ra về với top 3. Cuộc chơi càng về cuối càng gay cấn, mình đi chợ nhặt về một chiếc Ezio. Wow, Samira thứ 8 xuất hiện trong cửa hàng. Người anh em còn có 24 máu thôi nên là mình cũng hơi sợ không có cơ hội lên Samira 3 sao. Nhưng mà không các bạn ơi, người ấy vẫn còn dư lại 3 máu để chờ khoảnh khắc này. Samira 3 sao. Hẳn là bạn ấy bất lực lắm. Nhưng mình hiểu mà, bạn đã rất cố gắng rồi. Chỉ là hôm nay bạn xui, bạn gặp phải pro nắng thôi. Mình xin cái top 1 nhé. Nếu các bạn đang xem video này cũng thấy mình pro thì nhớ cho mình xin một like nhé.